Rồi, Hùng Anh Lưu Suy chào các bạn nhé. Hôm nay Hùng Anh Lưu Suy giới thiệu bản Samsung S2 Ultra, con này RAM 6GB, còn con này là RAM 3GB, trên thị trường đang bán rất nhiều. Và mình sẽ test game liên quân trên hai con này để cho các bạn xem trực tiếp là RAM 6GB nó mạnh nhào và RAM 3GB nó nhào nhá. Ok. Con này thật sự là nó rất là chậm. Đấy. Đấy, hai con nhá, con màu đen bên mình đang cầm là RAM, nó có là chỉ có RAM 3GB thôi nhá. Và con này RAM gấp đôi. Nó chơi rất là mượt. Và con này thì vẫn bị lắc giật. Đấy, còn đây là do theo nhu cầu của các bạn mà là đặt con này rồi, nhưng mà các bạn bảo là muốn cái RAM cao hơn thì mình đã đặt một được với con RAM cao hơn và hình dáng nó chuẩn hơn. Con này là khay SIM nó ở bên trên đầu và cái bút của nó phải cậy ra thì mới lên được. Còn con này thì là khay SIM ở bên dưới đít và bút được ấn nó ra luôn. Đấy, nó chuẩn như là chính hãng nhất có thể. Đấy, các bạn xem nhìn hai cái nhé, một cái RAM 3GB chơi game và một cái RAM 6GB chơi game nhé. Các bạn nào mà chuyên về game thì nhìn nó biết ngay, đúng không? Nhìn biết ngay là RAM bao nhiêu luôn, chạy nó mượt nhào luôn. Đấy, này là quay tít thật kia nó mượt mà, con này GG này. Hơi giật. Đấy. Mình là cũng không biết chơi game, nên ta mình bị chơi con lát giật này chơi rất là khó chịu. Còn cậu này cậu chơi game đã giỏi rồi, cậu còn chơi cái bản 6GB RAM mượt. Đấy, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Đây là RAM 3GB còn RAM 6GB là gấp đôi luôn, nó chạy mượt luôn. Đấy, bạn nào mà chuyên về game, thích cày game thì lấy con này RAM 6GB hơn 4 triệu nhá. Còn bạn nào lấy RAM 3GB này thì là chưa đến 3 triệu luôn. Đấy, con này là RAM chuẩn 6GB và bút của nó lại là bút của nó là ấn là lẩy ra luôn. Như hàng xịn là bút ấn lẩy ra luôn này. À, ấn bút lẩy luôn nhá, không phải rút nhá, ấn lẩy ra luôn này. Đấy, lẩy ra luôn. Và khay SIM ở dưới đít. Còn như hàng chính hãng nào như vậy. Còn con này là khay SIM của nó lại là ở đầu trên đầu. Đấy, nó không giống khay SIM trên đầu. Và bút thì phải cậy ra, bút phải cậy ra. Đấy. RAM thì thấp hơn, đơn ra nó rẻ hơn. Đấy, hôm nay là mình làm clip test game của hai con, một con RAM 6GB, một con 3GB cho các bạn xem. Và khi các bạn mua con RAM 6GB bản đặt của Hàn Quốc ấy thì là nó sẽ có hộp nó sẽ made in Korea luôn. Đấy, made in Korea luôn, các bạn bóc siêu ra, tem máy ở bên trong. Đúng như quảng cáo thì mới thanh toán. Rồi, Hùng Anh Lucy chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.